Hai, chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình có vài cưa mình quay mình chia sẻ đến các bạn ha. Thì trước khi xem video các bạn nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Rồi trước khi và một điều nữa là mình có đôi lời chia sẻ với các bạn ha. Thì hai vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là bạn nào mua hàng mình á, ví dụ như những người mà chưa từng giao dịch với mình lần nào á, thì đặt cọc thẻ mình mới ship hàng nha các bạn. Lý do cái món hàng này cũng tương đối là lớn ha, cũng tương đối không có lớn, về giá trị không lớn, nhưng cái nó cũng khoảng là 3-4 kg đó. Thì ship đi ship về các bạn không lấy thì rất là mất thời gian nha, và tốn tiền nữa nha. Và mình không hiểu vì sao các bạn phải như thế nữa. Khi các bạn đặt mà bạn ví dụ như một cái lý do gì đó mà bạn không lấy thì mình đồng ý ha. Còn mà các bạn đặt xong gọi điện các bạn không nghe máy, và việc theo gọi mình gọi rồi kia các bạn không nghe máy, các bạn làm gì để làm gì mình cũng không hiểu nữa. Thì các bạn làm gì vừa mất thời gian của mình, vừa mất thời gian của một người khác ha. Có đôi lúc món hàng đó có rất là nhiều anh khác đặt, nhưng mà các bạn đã đặt rồi thì mình để các bạn, nhưng các bạn không lấy thì các bạn làm như vậy thì mình rất là bực mình, khó chịu ha. Rồi cũng có vấn đề thứ hai nữa là có những anh nói mình lừa gạt này kia, thì các anh nên đưa bằng chứng đây nói mình lừa gạt ha, chứ đừng có comment không không vậy mà làm mình rất là khó chịu nha. Còn các bạn xem các bạn thích thì like, không thích thì thôi ha. Còn các bạn nào xem mà comment tầm bậy bạ là mời mình lót nha. Rồi ok, quay lại vấn đề chính ha. Đây mấy cây cưa ha, cây này tương đối đẹp hết nha các bạn. Bốn cây này đẹp hết nha. Lưỡi 165 mà lưỡi không to nha các bạn. Ok, cây đầu tiên nha. Cây đầu tiên cây Hitachi. Lưỡi 165. Cây này thì rất là đẹp ha. Đây model nó đây ha các bạn. C6MB4 nha, điện 100V 1050W, 5000 vòng trên 1 phút nha. Lưỡi 160, 165 nha. Đó, cây này thì ngoại hình là rất là đẹp nha các bạn. Nè. Cây này bán với giá 800k nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Này nè, lưỡi nhơ đế nhôm nha các bạn. Rồi, mình sẽ test sơ cho các bạn xem ha. Dây điện, cây này có đèn luôn nha các bạn. À. Bật đèn tắt đèn nha. Đó. Giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Rất ok nha, thắng rồi đầy đủ nha. Đó. Rồi ok. Con đầu tiên nha các bạn. Con này 800k nha. Rất là đẹp nha các bạn, 800k là con này rất là đẹp nha. Rồi con thứ hai cũng còn Hitachi luôn nha các bạn. Hitachi C6MB3 nha. Con này thì có đèn cũng giống như con kia nha, có đèn luôn nha. Đây. Model nó đây. C6MB3 ha, điện 100V ha. 1050W, 5000 vòng trên phút nha, lưỡi 160, 165 nha. Cái hành trình nó cắt được là từ 5 maximum là 57mm nha các bạn. Thì mấy con này lưỡi 165 là cắt maximum là 57 hết nha. Thì lưỡi con này đế nhôm luôn, còn rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó. Nha. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho bạn xem nha. Con này còn rất là ok hết nha bạn, từ thắng đầy đủ ha, than rồi ngoại hình nha, ngoại hình con nào nấy rất là đẹp luôn nha các bạn. Mấy con này 800k con nha. Rồi ok, con thứ hai tới con số 3 nha. Con số 3 là con của Makita nha, cũng thuộc dạng đời cao nha các bạn. Con này thì có báo đèn khi mà người ta cắm điện vô đây nha. Đây model nó đây, Makita 5732C ha, lưỡi 165 nha.
100V, 1140W, 4100 vòng trên phút. Cái này thì cái công suất nó cao hơn cây Hitachi, nhưng cái dòng tua nó thấp hơn nha các bạn. Rồi ok, đây mình sẽ test thử cho các bạn xem. Thì tất cả các con này đều có nghiêng 45 độ hết nha các bạn. Và chỉnh cỡ cắt. Rất là ok nha các bạn. Nó thắng đầy đủ nha, đèn đầy đủ luôn nha. Con này cũng rất là đẹp nha, cũng thuộc dạng một con hoa hậu nha các bạn. Đó. Từ nước sơn nha, tem ha. Cái này tại mình thực tế là mình chịu khó mình chùi xíu nữa là trắng, cái này trắng bóc luôn nha các bạn. Đó. Đây là cái đế nó đây. Đế nhôm hết nha. Ok. Đó con thứ hai ha. Thứ ba ha. Rồi tới con thứ tư nha. Con thứ tư là con cưa Hitachi. Cái dòng này dòng C6BH ha. Cái dòng này thì đế nhôm, thân nhôm hết nha các bạn. Dòng này thì giá 700 nha các bạn. Cái con này còn cực kỳ đẹp nha. Sorry các bạn, con này 750 nha các bạn. Con này cực kỳ đẹp nha. Cực đẹp luôn. Sơn còn đầy đủ không chóc miếng nào luôn nha các bạn. Đó, bóng lưỡng bên trong luôn nha. Cái thân ruột bên trong còn bóng lưỡng luôn nha. Đầy đủ luôn. Để nhôm luôn ha. Đó, rất là đẹp. Con này nè, để mình coi các bạn coi model nè ha. C6BH ha. Điện 100V ha. 4700 vòng trên phút nha. 760W. Con này thì cái công suất nó nhỏ hơn các bạn. Nhưng nó chạy tốc độ cũng cực kỳ nhanh nha các bạn. 4800 vòng trên phút nha. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Dây điện cực kỳ dài, cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Con này 750 các bạn xài hoài biết nào hư ta. Rồi ok. Con này giá 750 nha. Rồi, đã xong hết 4 con cưa ha bạn. Thì bạn nào lấy thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ để cái số điện thoại ở dưới video nha. Còn đây hai cây bắn đinh Makita nữa. Con này thì chắc mình sẽ làm một cái video clip sau mình ấy ha. Mình sẽ test ha. Con này bạn nào lấy 800.000 cây nha các bạn. Mình sẽ làm một cái video clip. Hoặc là các bạn tìm lại video cái clip của mình đã giới thiệu mấy con này ha. Mấy con này cực kỳ đỉnh của dòng Makita nha. Dòng bắn đinh của Makita. Rồi ok. Video của mình đến đây là hết ha các bạn. Các bạn xem nếu thích video thì cứ like, còn bạn nào muốn xem video tiếp theo bạn nhớ subscribe kênh giúp mình ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.